Thật ra con người của mình á, trong một lúc này đây á, trong cái lúc hiện tại mà trong lúc mình ngồi đây nói chuyện á, là mình trong một lúc này đồng thời cũng sống hết tất cả những cái cảnh giới mà mình đã biết và những cảnh giới mình không biết. Chứ không phải mình chỉ làm người ở đây đâu. Mình làm tiên, làm thánh, làm trời, làm Phật nữa. Làm ma luôn cũng được nữa. Tại trong một cái vũ trụ đó, nó có nhiều tầng lớp như thế này. Thí dụ nguyên một cái sâu á, cái sâu. Ví dụ á, bữa nay anh barbecue anh biết không? Bữa nay anh nướng thịt ăn á. Nướng thịt chay á biết không? Một sâu thấy không? Nếu nó đưa cho anh một cái cây này phải không? Hả? Rồi cái mình sâu vô đủ thứ không? Chỗ này miếng ớt, chỗ kia miếng tàu hũ, chỗ kia miếng mì căng, chỗ kia miếng ham này kia cái nọ phải không? Rồi. Trong một khi mà anh cầm cái cây đó lên á, anh thấy tất cả những cái đoạn của nó hả? Anh thấy trái ớt, anh thấy miếng ớt, anh thấy miếng tàu hũ, cái gì nó đều trong tay anh đó. Cái cuộc đời sống của một con người nó cũng như vậy đó. Trong một lúc mình có thể thể hiện được tất cả mọi tính chất và mọi sự hiểu biết của tất cả mọi tầng lớp trong trời đất. Nhưng mà tại mình không biết đó thôi. Đó bởi vì mình sống trong cái cõi đời làm con người như thế này. Lúc này mình chọn lựa cái bổn phận của mình làm con người. Mình chọn lựa cái đời sống của mình làm con người. Cho nên mình chỉ đóng tất cả những cái cánh cửa khác để mà mình làm tròn cái đời sống của con người trong lúc này. Nếu mà những cánh cửa khác đều mở hết ra, anh biết anh cũng là tiên, là Phật, là trời, hoặc là quá khứ, là hiện tại, là vị lai nữa, thì anh không có thể làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận, cũng như cái hành trình mà anh đã chọn lựa để làm trong cái kiếp này, anh hiểu không? Thành ra không có thứ ba, thứ tư, thứ năm gì trơn á. Cái gì cũng là mình hết á. Thứ ba cũng là mình, thứ tư cũng là mình, thứ hai cũng là mình. Nếu mà mình muốn trở về tất cả mọi thứ mà hiểu biết một cách rộng rãi như vậy nữa đó, thì mình phải tu hành phép Quán Âm để mà mình hiểu biết trở lại. Trong cái khi nào mình càng tu lên rồi, mình càng biết mình là tất cả, hiểu chưa? Vạn vật đồng nhất thể đó. Mà nếu mình không tu á, thì mình chỉ biết mình chỉ là con người thôi. Tối ngày quần quật đi làm, rồi đi về, rồi lo cho vợ, lo cho con, rồi cãi lộn với vợ con, rồi cãi lộn với chồng nó, rồi xong. Không biết gì nữa hết. Hả? Còn nếu mình chọn, chán rồi. Mình thấy mình chọn làm cái con đường con người này hình như nó sai rồi. Mình chán rồi. Mình nói mình muốn biết nhiều thêm. Hả? Thì tu cái phép Quán Âm đó thì nó sẽ biết nhiều thêm. Hả? Tự nhiên cái đời sống mình nó khác à. Ủa sao vậy? Tao vỗ tay em sùm nha. Hiểu hả? Trời, tôi nói dở vậy mà cũng hiểu, giỏi quá vậy. Thiệt á, sợ quý vị không hiểu đây, cái này nó phức tạp lắm. Không phải nói là dễ đâu. Phải không? Thí dụ bây giờ ha. Cái gì hả? Tiếng Việt không biết. Cái sọ sâu ha? Hả? Cái cây lụi á hả? Cái cây lụi đó mà nó có đủ thứ vậy hả? Nhưng mà trong khi quý vị cắn miếng tàu hũ là quý vị biết cái mùi tàu hũ thôi, thấy không? Trong lúc tại mình đói đó mà mình thích ăn tàu hũ, cái mình cắn miếng tàu hũ trước, không lấy miếng tàu hũ lấy ra cái nhai cái chỉ biết mùi tàu hũ thôi, mặc dù trong tay mình có đầy đủ những cái chất liệu khác, nhưng mà lúc đó mình chỉ chọn cái miếng tàu hũ để mà mình thưởng thức cái hương vị của nó thôi. Cái sự mà thưởng thức của mình đó là chú trọng trong miếng tàu hũ đó thôi, quý vị biết không? Mặc dù mình có một sâu đầy đủ thứ khác, nhưng mà mình không để ý tới nó, mình không biết. Nhưng mà không để ý có nghĩa là không biết nha, không để ý thôi. Tự nhiên mình có đó nhưng mà mình không để ý tới nó, coi như nó không có gì đó, phải không? Là bởi vì cái đầu óc của mình, cái sự chú ý của mình đều để trong miếng đậu hũ, mình ăn nó ngon quá, mình cứ nghĩ thưởng thức cái mùi của nó đó, rồi mình quên là mình có những cái khác. Nhưng mà mình biết chứ, trước đó mình biết là sau đó mình biết ha. Thì cũng như vậy, khi nào mà anh mà chọn lựa anh muốn thưởng thức những hương vị khác, tự nhiên anh sực nhớ ra. Quý vị nghĩ lại đi, từ hồi nhỏ tới bây giờ, trong cái lúc mình làm cái đời sống con người đó, nhiều khi mình chưa tu phép Quán Âm nó cũng như vậy. Có nhiều khi quý vị thấy ha, thấy không? Tự nhiên cái mình ngồi đây mà mình cảm thấy ấy, mình hầm như mình nhớ cái chuyện gì đâu hồi đó giờ mà mình chưa làm, bao giờ mà mình biết đó. Hoặc là mình nghĩ là nhiều khi mình muốn làm cái chuyện gì đó trong tương lai mà tự nhiên mình cảm thấy sợ sệt. Mình kêu là cái giác quan thứ sáu, giác quan thứ sáu nó nói với mình là không nên làm chuyện đó. Tự nhiên mình biết không được đó. Mình chưa làm là sao mình biết không được? Có nhiều người nói rằng cái đó là giác quan thứ sáu, chứ có nhiều người nói rằng cái đó là tại vì cái kinh nghiệm của những cái đời sống mà khi đời sống quá khứ của mình á, đời trước của mình nó để lại. Thật ra không phải, nói thì nói vậy thôi, không thì nói vậy thôi, nói thì nói tiềm thức, nói là
kinh nghiệm của đời sống quá khứ hoặc là đời sống vị lai. Thật ra không có đời sống quá khứ, không có đời sống vị lai. Cái đời sống của con người là một cái chuỗi dài vô tận vô cùng. Mà tại vì mình phân biệt nó ra là có quá khứ, có vị lai, bởi vì mình chọn nó như vậy, mình chọn lựa làm như vậy để cho mình có những kinh nghiệm riêng biệt khác nhau, từng ngăn vậy. Cũng như cái nhà mình ngăn ra từng phòng, thật ra nó cũng có nhà mình. Trước khi mình ngăn nó trống rỗng à, mà mình muốn phá nó lại cũng trống rỗng à, muốn phá tường đi cũng trống rỗng. Mình ngăn nó lại để mình có những cái khu vực riêng, mình làm cái chuyện riêng của mình. À, cũng như vậy, một cái đời sống trường tồn của con người, của một cái being á, không phải là con người đó, của một chúng sanh á, thì nó có rất nhiều ngăn là như vậy. Nhưng mà thật ra nó là một chuỗi dài vô tận thôi. Một chuỗi dài vô tận, nhưng mà trong lúc mình sống hiện tại nó cũng có quá khứ mà cũng có tương lai nữa. Tại không có thời giờ và không có không gian. Mình không gian và thời gian là mình chọn nó như vậy để mình làm con người. Để mình làm những cái lúc, những cái chuyện mà mình muốn làm ngay bây giờ. Chứ nếu mà một lần mình làm hết quá khứ vị lai thì nó chán quá. À, nó không giống cái sự mình muốn. À, tại vì mình muốn như vậy. Mình muốn rằng mình xuống đây trong lúc này, mình chọn lúc này chọn làm con người thôi. Rồi mai mốt mình chọn mình làm tiên làm Phật thì mình chọn cái giai đoạn khác. Rồi khi mình muốn chọn làm ma làm quỷ thì mình chọn một cái giai đoạn khác. Mình đóng cái cửa thời gian nó lại, mình đóng cái cửa không gian lại để mình chọn một cái khu vực riêng đó để mình làm người hoặc là ma làm quỷ, làm tiên. Chứ thật ra trong cái đời sống của mọi chúng sanh đó, nó một chuỗi dài vô cùng, một chuỗi dài vô tận, và tất cả đều gói ghém trong cái thời gian này mà thôi, chứ không có quá khứ vị lai và hiện tại gì cả đó.